Làm gì khi tiếng Anh của học sinh không tốt? Vậy hãy đưa học sinh đến Hoa Kỳ để trải nghiệm tiếng Anh thực tế. Nếu kém môn toán, thì đưa ra ngoài không gian đi tính chu vi trái đất. Thầy giáo ngoài hành tinh này có thể nói là tan nát cõi lòng. Ngay cả trong lớp cũng tận dụng năng lực để trả lời câu hỏi cho từng học sinh. Nhưng một giáo viên như vậy, mà các học sinh vẫn nghĩ về việc giết anh ta mỗi ngày. Dù là dùng súng, cho tới thuốc nổ, họ đã sử dụng mọi phương pháp có thể nghĩ ra nhưng không có kết quả. Lý do là giáo viên này hoàn toàn không phải là một sinh vật trái đất. Anh ta vừa thổi bay 2/3 mặt trăng tháng trước và đặt lịch hủy diệt trái đất lần vào tháng 3 năm sau. Quân đội đã làm mọi cách để giết anh ta, nhưng đối mặt với tốc độ tuyệt đối Mach 20 thì rõ ràng là không đủ. Ngay khi mọi người đều thất bại, anh ấy đã yêu cầu đến lớp cá biệt 3E trường Kunugigaoka để dạy và hứa rằng học sinh có thể giết anh bất cứ lúc nào trước khi tốt nghiệp. Để khuyến khích các học sinh ám sát thì quân đội đã không ngần ngại ra giá cao ngất trời. Phần thưởng cho một vụ ám sát thành công là 10 tỷ yên. Kể từ đó lớp học này đã trở thành một lớp học ám sát thực sự. Quân đội cũng gửi Irina sát thủ mạnh nhất Nhật Bản đến giúp đỡ. Một mình cô ấy sẵn sàng ám sát thầy Koro bằng một siêu súng máy. Tuy nhiên sau vụ nổ súng khủng khiếp đó, Irina bước ra từ làn khói dày đặc đang vô cùng đờ đẫn. Từ đó cô chấp nhận là giáo viên tiếng Anh của lớp 3E. Thầy Koro đã rất vui vì không ai đến muộn giờ học vào hôm nay. Tuy nhiên cũng khá thất vọng khi vẫn chưa ai có thể sát hại anh ta. Hy vọng những học sinh sẽ thành công trước khi tốt nghiệp. Nhưng điều mà Koro không ngờ tới là ngày mai anh sẽ bị những đứa trẻ này gài bẫy. Ngày hôm sau Nagisa nhân cơ hội giao bài tập để tiếp cận thầy Koro. Cậu đâm con dao đang giấu tới thì đã bị anh ta bắt được. Không ngờ lại dễ đoán như vậy. Tuy nhiên Nagisa đã chuẩn bị kế hoạch thứ hai của mình rồi. Quả lựu đạn trước ngực cậu ta lập tức phát nổ. Thế là cả đám đã rất vui mừng nghĩ rằng sẽ có được 10 tỷ yên. Bởi vì quả lựu đạn đã được sửa đổi và chỉ có tác dụng chống lại thầy Koro. Vì vậy Nagisa không bị thương nhiều. Nhưng khi đám đông nhìn xuống đất chỉ có một lớp da. Nó gần như là một lớp giáp của thầy Koro vậy. Quả nhiên thầy ấy vẫn sống ở trên trần nhà lớp học. Và giải thích anh ta sẽ lột da mỗi tháng một lần. Nói xong thầy Koro bật chế độ giận dữ của mình. Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng tỏ rõ sự tức giận. Tuy nhiên họ không ngờ rằng sự tức giận của thầy ấy là vì Nagisa không quan tâm đến an toàn của bản thân. Vì vậy Koro đã giúp Nagisa sửa chữa những khuyết điểm của mình khi làm sát thủ. Sau đó thầy xác nhận với các học sinh họ đều có thể trở thành sát thủ tiềm năng. Chỉ cần qua chính tay thầy ấy đào tạo chắc chắn sẽ thành công. Từ đó trở đi các học sinh cũng dần có ấn tượng tốt với thầy giáo kỳ lạ này. Nhưng vì sự an toàn của trái đất họ vẫn phải tìm cách giết thầy Koro. Buổi chiều hôm đó học sinh tàn nhẫn nhất lớp là Kammer xuất hiện. Cậu ta chắc chắn mang lại hy vọng cho công việc ám sát của lớp E. Ngay khi Kammer muốn bắt tay với thầy Koro, thì thầy ấy liền lập tức thu tay về. Lý do là Kammer đã dính chất có thể gây hại cho Koro trên tay. Tuy nhiên đây chỉ là một trong những mánh khóe của cậu ta. Để giết bằng được giáo viên ngoài hành tinh của mình, Kammer thực sự đã chọn cách nhảy khỏi vách đá 100m. Tốc độ rơi xuống nhanh chóng nhưng không có dấu hiệu hoảng sợ trên khuôn mặt Kammer. Bởi vì Kammer biết thầy Koro nhất định sẽ tới cứu cậu ta. Từ đó sẽ nhân cơ hội giết được thầy Koro. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, thầy ấy đã nhảy xuống không do dự. Tiếp theo là sử dụng các xúc tu của mình để tạo thành một mạng nhện lớn giữa những vách đá. Kết quả là Koro đã cứu được Kammer mà không hề bị cậu ta bắn lén. Kammer cay lắm, nhưng cũng vì thầy Koro ao trình mà thôi. Đồng thời phía chính phủ đang muốn tăng tốc độ vụ ám sát. Họ gửi một robot AI có tên là Richard đến lớp E với tư cách là học sinh chuyển trường. Cô ấy sẽ tự động khóa mục tiêu thầy Koro để tấn công. Lập tức một loạt súng tối tân xuất hiện và xả đạn. Tuy nhiên thầy Koro vẫn đang né một cách mượt mà. Vài ngày sau đó các bạn học cùng lớp đã quen dần với việc này. Và những cuộc tấn công này không gây ra thiệt hại đáng kể nào cho thầy Koro. Còn đống lộn xộn sau giờ học thì được giao cho học sinh dọn dẹp. Điều này làm ai cũng bực mình. Đến hôm nay họ không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy họ đã cùng nhau khóa Richard lại. Sau giờ học thầy Koro đến chỗ cô ấy và giúp mở dây xích ra. Rồi dạy Richard nên duy trì mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp. Chỉ bằng cách này thì các học sinh mới cùng nhau ám sát được chính mình. Richard dường như đã hiểu được ý của thầy Koro. Vì vậy vào ban đêm cô bắt đầu tự tiến hóa. Khi học sinh đến lớp vào ngày hôm sau, Richard đã phát triển thành chương trình nhân tạo vào điện thoại. Điều này cũng có lợi hơn cho việc ám sát của các học sinh. Sau việc Richard mất khả năng chiến đấu thì chính phủ đã cử thêm một học sinh mới đến. Trong khi thầy Koro đang bắt đầu điểm danh thì xuất hiện tiếng động lớn. Cậu ta chính là học sinh mới có tên là Itana. Vừa đến cậu ta đã đe dọa thầy Koro và mở một cuộc giao đấu ngay trong lớp học. Ngay khi bắt đầu một xúc tu của thầy Koro đã rơi xuống đất. Lúc này các xúc tu cũng mọc trên đầu của Itano. Có vẻ như cậu ấy cũng là một người ngoài hành tinh như thầy ấy. Lúc này Koro trở nên giận dữ chuyển sang khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó một cuộc chiến khốc liệt đã nổ ra giữa hai người. Có vẻ thầy Koro đã gặp phải đối thủ xứng tầm. Chỉ trong một hiệp đấu thầy buộc phải chơi trò lột xác của mình. Lúc này Koro đang thở hổn hển trên trần nhà lớp học. Itano thừa thắng đuổi theo và tận dụng lợi thế cắt đứt ba xúc tu của thầy giáo. Sau khi bị cắt như vậy thì tốc độ thầy Koro đã giảm sút đi một nửa. Xác suất bị giết lần này là 60%. Thầy Koro đã hoàn toàn bị dồn vào bế tắc. Lúc này Nagisa đứng bên với con dao suy nghĩ. Nếu giờ tận dụng cơ hội để giết thầy Koro thì cậu sẽ có thể cứu trái đất. Nhưng sau một thời gian dài học lớp của thầy thì Nagisa không thể ra tay. Đây là lần đầu tiên thầy Koro bị ép vào tình trạng xấu hổ như vậy. Nên thầy rất tò mò về cậu học sinh này.
Thấy Corosser ít Ano liền tấn công muốn lấy mạng thầy lập tức. Nhưng bất ngờ xúc tua cậu ta đã đứt hết. Thì ra Koro đã lấy con dao của Nagisa chặt những xúc tua của ít Ano. Vì loại dao găm này được quân đội đặc chế để tiêu diệt những xúc tua như họ. Khi ít Ano không có xúc tua nên không thể tiếp tục chiến đấu. Thầy Koro còn đề nghị cậu ta muốn giết mình thì hãy cùng học với các bạn trong lớp. Bằng không sẽ không bao giờ có thể đánh bại thầy ấy. Sau đó ít Ano đã bị Koro ném ra ngoài cửa sổ. Những ngày sau đó học sinh vẫn luôn sám sát thầy Koro. Bởi vì nó sẽ không chỉ cứu trái đất mà còn nhận được 10 tỷ yên. Nhưng sau nhiều vụ ám sát bất thành, thì lần này một bạn nữ tên Okuda chọn cách đơn giản nhất. Đó là mời thầy thưởng thức thuốc độc mà cô vừa nghiên cứu ra. Lúc này các bạn học đều cười lớn nên thầy Koro đã nhận lời Okuda. Sau khi uống nó, khuôn mặt thầy liền bắt đầu biến đổi chuyển sang màu tím. Tiếp theo còn mọc ra cả sừng và cả đôi cánh lớn hai bên. Chỉ sau đó đã quay trở lại bình thường. Thì ra chất độc của Okuda chỉ có thể gây hại cho con người bình thường. Còn đối với thầy Koro nó chỉ là một loại soda cao cấp. Để cải thiện thành tích học sinh, thầy Koro hứa ai đạt điểm cao trong cuối kỳ sẽ có được điểm yếu của thầy ấy. Bởi vì mọi xúc tu bị thiếu nên thầy Koro đã phân thân ra một phiên bản nhỏ hơn. Nhưng sức mạnh cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Khi đó khả năng các học sinh bị ám sát sẽ tăng lên rất nhiều. Và hiệu quả của việc làm đó cũng rất rõ ràng. Lớp E với những học sinh cá biệt đang dần có được không khí học tập. Những ngày sau đó thầy Koro vẫn duy trì khả năng kèm 1:1 với tất cả học sinh. Trong nháy mắt đã có kết quả ngày thi cuối kỳ. Tổng cộng có 6 học sinh trong lớp E đạt được vị trí đầu tiên trong các môn học cá nhân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thầy Koro sẽ bị đứt đi 6 xúc tu. Nếu mất nhiều xúc tua vậy thì tốc độ của thầy sẽ bị giảm nhiều lắm đây. Các học sinh đã đặt thời gian ám sát cho ngày mai. Vào buổi tối họ xem một màn pháo hoa hoành tráng với thầy Koro. Nó giống như nói lời tạm biệt cuối cùng với giáo viên kỳ lạ này. Ngày hôm sau các bạn cùng lớp lấy tất cả vũ khí khỏi sàn lớp học và buộc thầy Koro vào một cái bẫy được đặt cẩn thận từ trước, bởi vì họ biết rằng thầy Koro rất sợ nước. Vì vậy họ đã đặc biệt chuẩn bị vài chiếc thùng chứa đầy nước bên trên. Chỉ cần xả nước đổ toàn bộ lên người thầy Koro, cùng với các học sinh bên dưới bóp cò súng, thì các xúc tu của thầy Koro sẽ bị vô hiệu hóa lập tức. Ngay sau đó các học sinh ở trên liền đổ nước xuống đường ống, thậm chí là dùng tất cả vòi phun nước hướng tới thầy Koro. Lúc này cơ thể thầy ấy đã bị bao phủ hoàn toàn bởi nước. Căn thời gian hợp lý, hai bạn cùng lớp liền tung chiêu cuối cùng. Khi hai viên đạn gần như đã chạm tới thầy Koro thì một vụ nổ lớn diễn ra. Đến khi các học sinh ổn định lại tình hình thì không thấy thầy Koro đây cả. Khi mọi người đang thắc mắc thì chợt có tiếng ọc ọc từ vũng nước dưới đất. Thì ra đó là thầy Koro vẫn đang sống sót và thu mình lại. Thầy Koro giải thích rằng thầy đã bật chế độ phòng thủ toàn diện. Lớp bảo vệ trong suốt bên ngoài là bất khả xâm phạm vì vô cùng cứng cáp. Những thứ bình thường không thể phá vỡ nó. Nhưng trạng thái này chỉ có thể kéo dài 24 giờ. Để ngăn chặn điều đó, học sinh chỉ có thể giao thầy Koro cho quân đội với vũ khí đặc biệt. Lúc này, trong căn cứ quân sự thầy Koro đang nói lời tạm biệt cuối cùng với các học sinh. Không có gì hạnh phúc hơn với một giáo viên là nhìn thấy học sinh đang trưởng thành hơn. Thầy ấy đã rất vui khi được là giáo viên của mọi người. Và cũng cảm ơn điều đó đối với toàn thể lớp 3E. Lúc này thầy Koro đang dần bị chôn bằng đạn đặc biệt. Quân đội cũng ban hành lệnh sử dụng bom hạt nhân tiêu diệt thầy ấy. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn xảy ra dường như xóa sổ mọi thứ. Trong khi phía bên quân đội đang ăn mừng về thành tích này, thì các học sinh không hề vui vẻ một chút nào. Bởi vì thầy giáo kỳ lạ đã đồng hành cùng họ bao ngày sẽ không bao giờ quay lại. Tuy nhiên khi Nagisa đang nức nở buồn bã, thì một xúc tu màu vàng từ từ xuất hiện phía sau của cậu ấy. Vậy ra thầy giáo Koro thực sự chưa hề chết. Còn quân đội nhìn thấy thầy ấy cũng vô cùng hốt hoảng. He he, vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Một bộ phim chuyển thể từ bộ anime đình đám nhưng mình thấy vẫn còn khá nhiều thiếu sót. Anh em nào muốn trải nghiệm tốt hơn thì hãy xem qua bản anime cùng tên nhé. Nếu thấy hay thì hãy để lại một đăng ký kênh ủng hộ Bún ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất.